nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi những người con ưu tú của mọi miền tổ quốc đang kề tựu bên nhau giữa núi rừng Trường Sơn bạt ngàn nắng gió. Tại đây không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn không chỉ là nơi để các gia đình liệt sĩ, các đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước, chính quyền các địa phương đến viếng thăm và thực hiện công việc đền ơn đáp nghĩa, mà còn là nơi hành hương của nhân dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn. Các chị các anh nằm bên này gió biển mênh mông, bên kia mây trắng Trường Sơn tựa vành khăn tang của núi. Nhớ mãi những người anh dũng hiền ngang hy sinh trên những cung đường của Trường Sơn tiên lửa anh hùng. Sông núi nước non muôn đời, ký ơn các chị, các anh.